tiền vàng tán hết, có còn trở lại được không? Xưa có một câu chuyện như thế này. Chùa Thiện Quốc trên núi Long Sơn ở Trung Hoa có hai vị hòa thượng trẻ, một vị là Ngộ Không, vị còn lại là Ngộ Liễu. Ban đầu lúc mới đi hóa duyên dưới núi, cả hai đều cùng nhau đi khất thực, nhưng sau một thời gian người ta chỉ thấy còn có Ngộ Không sáng đi tối về, không bỏ một ngày nào. Vốn là Ngộ Liễu thấy rằng chỉ cần một ngày xuống núi thì sẽ hóa được rất nhiều tài vật, sau đó đổi tiền lấy lương thực và những nhu yếu phẩm để dành là có thể đủ dùng cho rất nhiều ngày. Thời gian còn lại anh ta chỉ ở trong chùa làm những việc vặt, nhưng cũng vì vậy mà dần theo thời gian, Ngộ Liễu bất giác sinh ra lười biếng. Thời gian anh ta ăn và ngủ ngày càng nhiều. Ngộ Không thấy vậy là không ổn, bèn bảo Ngộ Liễu không nên lãng phí thời gian quý giá, nên siêng năng đi ra ngoài khất thực như trước đây thì tốt hơn. Vừa nghe xong, Ngộ Liễu liền nói: "Sư huynh à, chẳng phải người xuất gia chúng ta giảng rằng không nên quá tham lam hay sao? Có ăn là được rồi. Huynh xem đệ có nhiều thực phẩm như thế này, có thể đủ dùng cho cả nửa tháng đó, đi ra ngoài làm gì nữa chứ?" Ngộ Không nghe vậy liền nói: "Sư đệ à, đệ đi hóa duyên nhiều năm như vậy, vẫn chưa hiểu được điều kỳ diệu và chân lý của việc hóa duyên hay sao?" Ngộ Liễu lúc này tỏ vẻ khó chịu và phản bác: "Huynh đó, ngày nào cũng như ngày nấy, sáng sớm đã phải dậy đi, mặt trời lặn mất rồi thì mới thấy huynh quay về. Nhưng mà huynh đi tay không, về cũng tay không, để có thấy huynh khất thực gì đâu chứ." Ngộ Không ung tùng nói: "Sư đệ à, ta hóa duyên ở tại tâm, duyên tự tâm đến, duyên cũng do tâm mà đi." Ngộ Liễu nghe xong, vừa không hiểu vừa khó chịu, liền quay người bỏ đi. Một thời gian sau, Ngộ Liễu thấy rằng tiền vật hóa được càng ngày càng ít đi, làm cho anh ta rất khổ não. Vốn lúc đầu, một lần khất thực có thể đủ dùng đến nửa tháng, nhưng bây giờ chỉ đủ dùng cho mấy ngày mà thôi. Quay sang lại thấy Ngộ Không vẫn vậy, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng tay không trở về. Không nhịn được nữa liền hỏi với giọng điệu chọc ghẹo: "Sư huynh à, hôm nay huynh thu hoạch như thế nào?" Ngộ Không vui vẻ nói: "À, được rất nhiều." Ngộ Liễu nhíu mày hỏi: "Nhiều sao, để có thấy huynh thu hoạch được gì đâu?" Ngộ Không mỉm cười nói: "Ta thu hoạch ở thế gian, ở chính nhân tâm." Ngộ Liễu thực sự vẫn không hiểu nổi những lời này của Ngộ Không. Muốn tìm hiểu kỹ hơn, bèn quyết định ngày mai cùng sư huynh đi khất thực. Ngộ Không vui vẻ gật đầu đồng ý. Trời vừa sáng, Ngộ Liễu cầm lên một cái túi đựng đồ khất thực đi tìm sư huynh. Ngộ Không nhìn thấy liền nói: "Sư đệ à, bỏ cái túi đó lại đi, chúng ta không cần đến đâu." Ngộ Liễu ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại thế ạ?" Ngộ Không đáp: "Mang đi sẽ không hóa được thứ tốt nhất." Ngộ Liễu vẫn không hiểu, bất đắc dĩ phải để cái túi lại cùng sư huynh xuống núi. Trên đường đi, đến đâu cũng có nhiều người nhận ra và đều vui vẻ lấy đồ cho Ngộ Không. Ngộ Liễu thầm nghĩ trong tâm: "Không cho đem túi, lát nữa đồ nhiều lên, ta xem huynh để đâu cho hết." Hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước, đồ khất thực được càng ngày càng nhiều. Ngộ Liễu nhìn thấy hôm nay thu hoạch được rất nhiều, trong lòng cảm thấy rất vui. Đúng lúc này, có một nông phu từ đằng xa đi tới, tay ôm một đứa bé bệnh nặng không có tiền chữa trị. Ngộ Không biết được chuyện, không một chút do dự, đem hết đồ xin được đưa cho người nông phu, rồi tiếp tục lên đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngộ Liễu tỏ vẻ không vui và hỏi: "Sư huynh à, chúng ta ngoài ăn no ra thì không được giữ một chút nào sao? Vất vả như vậy thì hóa được gì đây chứ?" Ngộ Không dừng lại nhìn sư đệ mỉm cười và nói: "Đệ xem thế gian này đi, tự nhiên sao lại đẹp đến như vậy? Đó là do mặt trăng, gió và nước bốn mùa đều đang tuần hoàn. Đệ chỉ thấy được phúc do duyên mang tới, thực ra đó chỉ là vui mừng nhất thời. Thời gian lâu rồi thì chính là một đầm nước chết. Đệ có biết sự khác biệt giữa chúng ta là gì không? Đệ thì đem những vật hóa được bỏ vào túi,
chứa đầy tư dục tham sân, còn ta thì đem hết đồ xin được tuần hoàn trong tâm mọi người. Thực ra đó mới là cái phúc vô cùng mỹ diệu của duyên cho đi. Nghe đến đây, Ngộ Liễu gãi gãi đầu tỏ ý đã hiểu được điều gì đó, vẻ mặt không còn tỏ ra cắt gỏng nữa. Hai huynh đệ cứ thế mà tiếp tục lên đường. Quý khán thính giả thân mến, nếu như mục đích của cuộc sống đơn giản chỉ là tích lũy tiền tài phú quý, thì chẳng khác nào chỉ biết hưởng phúc do duyên mang đến, như lời Ngộ Không nói vậy, hết rồi thì là mãi mãi hết. Tuy nhiên, trong không gian sinh sống của con người chúng ta hiện tại, những vật hữu hình đó thực sự có hạn và không bền lâu. Nghĩ đến việc tích đức hành thiện mà người lớn tuổi hay nói đến, đức này ở trong tiểu vũ trụ cơ thể con người thực sự có thể đem theo luân hồi chuyển sinh. Tuy rằng mắt thịt nhìn không thấy, nhưng nó luôn tuần hoàn lặp lại trong các không gian rộng lớn thâm sâu. Đạo lý này có khác gì việc Ngộ Không đang dần buông bỏ cái tâm chấp vào tiền tài vật chất mà tu trì thiện tâm. Bởi những người tu luyện đều hiểu rõ mục đích của sinh mệnh chân chính là gì.